trong hôm qua thì có vẻ như là cao thủ Barcelona Real đã tăng tốc. Khoảng trống có thể có dứt điểm rất nguy hiểm và đó là bàn thắng. 1-0 dành cho các thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Pha dứt điểm tới từ vị trí của Tuấn Anh. Được chuyền vào của Bảo Hoàng. Dứt điểm. Tỷ số đã là 2-0. Như vậy thì người ghi bàn đó là Tuấn Anh. Pha làm tường là khá hay. Có vẻ như thủ thành Dũng Ajun đã bị khuất tầm nhìn. Minh Quân. Tình huống bắt bóng hụt. Và đó là 3-0 dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Tận dụng rất tốt. Ngay sau bàn thua đầu tiên thì có vẻ như thủ thành Dũng Ajun có vẻ như đã gặp tâm lý. Được chuyền, đó là một tình huống dứt điểm và tiếp tục lỗi tới từ Dũng Ajun. Tuấn Anh đã có được cú đúp vào trong trận đấu này. Và chuyển lỗi của Tuấn Anh, phản công dành cho các thủ ở Đắk Lắk không được, hơi chậm trong tình huống vừa rồi. Cơ hội dành cho các thủ áo trắng không có lối việt vị, đây là cơ hội dành cho bàn kết. Bàn thắng tiếp theo được dành cho Văn Kết. 5-0. Văn Kết đã không mắc sai lầm ở trong tình huống bóng này. Tới từ phía các thủ Sông Lam Nghệ An, tiếp tục là một miếng đánh trung lộ. Tình huống chơi bóng lỗi. Và bàn thắng rất dễ đối với các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Nó thuộc về vị trí của anh Hào, không đó là của Văn Tú. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ ở Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này. Một tình huống bắt bóng thực sự không tốt tới từ Trung Nguyên và tạo cơ hội rất ngon ăn dành cho Văn Tú. Cơ hội được chuyền. Quá người dứt điểm. Như vậy thì đã có phạt đền dành cho cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Tuấn Anh, không có sai lầm của Tuấn Anh. 2-0 dành cho Sông Lam Nghệ An. Bóng mà Tuấn Anh đã đánh lừa được thủ thành Trung Nguyên với một tình huống đặt lòng cơ bản và chuẩn xác. Và chọc khe cơ hội. Bàn thắng đến với số 10 Văn Tú. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng mà Văn Tú có được cú đúp của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Sau đó là kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi. Tình huống tấn công biên bên phía cao thủ U13 Sông Lam Nghệ An đẩy bóng. Quá người. Một tốc độ kinh khủng tới từ vị trí của Quang Linh. 1-0 dành cho U13 Sông Lam Nghệ An. Tốc độ của Lê Quang Linh là rất đáng khen. Đối mặt với thủ thành Thế Anh, Quang Linh có một tình huống dứt điểm kỹ thuật. Các cầu thủ SHB Đà Nẵng phải chiến thắng các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An với khoảng cách biệt tới 6 bàn. Cơ hội dành cho thủ U13 Sông Lam Nghệ An dứt điểm và đó là bàn thắng. Và rất nhanh tới từ vị trí của Hoàng Anh Tuấn. Lần này thì Hoàng Anh Tuấn đã chính xác. Tình huống phối hợp rất hay tới từ phía các thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Người có cú dứt điểm cuối cùng đó là anh Tuấn. Lần này thì anh Tuấn đã sửa sai. Các cầu thủ SHB Đà Nẵng có được pha phản công nhanh và vọt cờ được phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Tốc độ, đây là tốc độ tới từ cầu thủ áo số 14 và bàn thắng thứ hai. Một cú đúp dành cho anh Tuấn. Việc để sổng anh Tuấn ở bên hành lang bên phải đối với bất cứ đội bóng nào hoàn toàn là khó khăn. Tốc độ quá ngắn của anh Tuấn cùng với Văn Tú bên phía các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Dứt điểm và giờ trận đầu tiên, như vậy là thắng đã đến với cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Người vừa có pha dứt điểm thành bàn đó là cầu thủ mang số 7. Pha ra trận chất lượng của cầu thủ Phạm Nguyễn Tuấn Anh. Một cú ra trận sấm sét. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này.
Dứt điểm, không được. Như vậy là đá bàn thắng thứ hai cho cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Người ghi bàn không ai khác chính là cầu thủ mang áo số 7, bàn thắng thứ hai cho Phạm Nguyễn Tuấn Anh. Rõ ràng là cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An đang có rất nhiều phương án để tiếp cận khung thành của bất kỳ một đội bóng nào ở giải đấu này, nhưng vẫn là một lối chơi quá tự tin và giả dờ trong kỹ năng chơi bóng của cầu thủ áo vàng. Dứt điểm! Như vậy đã bàn thắng thứ ba cho cầu thủ U13 của Sông Lam Nghệ An. Người vừa có pha ra chân vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 9, bàn thắng là của Lê Quang Linh. Cho dù có thua thế thua lứa thì vẫn cứ là thua. Các cầu thủ của Huraco Hải Dương cần phải chơi tự tin hơn nữa. Đây là một cơ hội để cho các cầu thủ của chúng ta trưởng thành và lớn mạnh hơn. Một nguồn cung cấp cầu thủ cho những mục tiêu của cấp độ các tuyến U của quốc gia Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 7 trên sân 19 tháng 8 sẽ có thêm hai lượt trận tứ kết. Cuộc đối đầu diễn ra vào khung giờ. Như vậy đã có bàn thắng thứ tư cho cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Bóng đã chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía cầu thủ 13 của Hải Dương, đổi hướng và làm bó tay thủ thành Vũ Duy Anh. Sự khác biệt trong cách chơi của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Dứt điểm. Và như vậy đã có bàn thắng thứ 5 cho cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng vừa rồi được thiền bởi cầu thủ mang áo số 14 Hoàng Tuấn Anh. Vừa rồi nếu như khán giả nào tinh ý, và đây là bàn thắng thứ 6 cho cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Tốt của số 19 vẫn là cầu thủ áo vàng. Quá người, thực sự là quá đẳng cấp trong cái chơi của cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Như vậy là bàn thắng thứ 7 đã đến với đội bóng áo vàng. Nếu như đó là một đường chuyền mà số 19 chuyền, rất có thể sẽ có một cầu thủ Sông Lam Nghệ An việt vị. Đó là sự khác biệt của Sông Lam Nghệ An và phần còn lại của giải đấu năm nay. Tấn kiểm soát bóng là khá tốt. Cú dứt điểm thì rất xa và đó là bàn thắng. Chỉ bằng một cú sút đầu tiên của trận đấu này tới từ phía cầu thủ Sông Lam Nghệ An thì họ đã có được bàn thắng đầu tiên của trận bán kết 1 của mùa giải năm nay. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng dẫn tới bàn thắng của cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở trong trận đấu này. Một tình huống đá một chạm rất nhanh và chọn bóng anh Tuấn đánh đâu? Không được, bóng vẫn còn. Trọng tài xác định sẽ là một quả phạt gián tiếp khi đó là một đường chuyền về. Chờ các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thực hiện quả đá gián tiếp này. Dứt điểm và đó là bàn thắng dành cho số 7 của các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Tỷ số được nâng lên 2-0. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha đá phạt này. Khoảng trống vẫn có dành cho Tuấn Anh để chuyển lên tới từ Văn Cảnh làm tường. Dứt điểm ngay và đó là một siêu phẩm dành cho vị trí số 9 của Lê Quang Linh. Tỷ số được nâng lên là 3-0. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Đường chuyền của Văn Cảnh làm tường tới từ vị trí của Văn Tú và dứt điểm một chạm tới từ vị trí của Quang Linh. Quá nhanh và quá nguy hiểm tới từ phía cao thủ của U13 Sông Lam Nghệ An. Cú duỗi mù lai má rất căng của Quang Linh đưa đường bóng lên phần sân của đối phương là rất nhanh. Cơ hội đánh đầu và đánh đầu rất nhanh tới từ vị trí của Văn Tú. Đã có bàn thắng tiếp theo. Tình huống xử lý của Văn Tú không. Như vậy thì đó là pha xử lý tới từ vị trí của Minh Quân. Minh Quân mang về bàn thắng thứ tư cho các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An.
quá khó khăn với cao thủ Bình Dương rồi. Tạt bóng sớm tới từ Văn Kết, cơ hội dành cho cầu thủ Sông Lam Ngàn. Dứt điểm! Đã có bàn thắng, một tình huống đánh gót và làm thưởng. Bàn thắng đến rất sớm ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. 1-0 dành cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Nhập cuộc rất tốt ở hiệp thi đấu thứ hai và cầu thủ Sông Lam Nghệ An họ đã có được bàn thắng. Như đã nói, Bùi Văn Tú đã tỏa sáng đúng lúc. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Như tôi đã nói, các cầu thủ như Tuấn Anh, Quang Linh hay Anh Tuấn là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Sông Lam Nghệ An ở giải đấu năm nay. Nhưng tôi vẫn chọn Văn Tú là key player của trận đấu này. Cầu thủ đã có rất nhiều những tình huống dứt điểm nguy hiểm ở trong vòng bảng. Và đây là khoảnh khắc quan trọng của mùa giải năm nay, và trước vô địch